Họ đặt. Đây hai con to. Rất nhiều cá. Ngày hôm nay nhà ông Đình Thìn ông tát ao bắt cá, thu hoạch cá. Đây là các con đấy được đó, con đấy em chuẩn bị chuẩn hôi cá bắt cá. Đây là một thuyền cá. Cái này cá gì Nguyên? Chép à? Chép. Chuối. Chuối. Con chuối to này này. Tất cả ao cá rất rộng, bình thường cây cối mọc xung quanh. Ôi trời ơi, cá to to đùng. Mò được mấy con to thì má thể về được, đầy người mua mà. Đấy cháu ạ. Mua hết cù, bả hết cù. Bả hết cù đấy ạ. Mẹ to thế nhỉ, con được sống bắt. Ôi, mẹ đừng kiến bờ, ôi, eo gì. Nội xuống ngàn hỏi đi. Đi bắt cá này, bắt cá đừng chiến nổi. Ba ba, nắm lấy nội xuống, sờ ba ba. Ô Thinh ạ. Đấy, đồ quê đấy. Quê xịt. Đồ đấy là dục con mà gỡ ra, nó canh trong cải. Thì cái dâu này. Anh cảm thấy thế nào? Trong hồng đấy có đấy. Đây là những vườn ao chuồng của ông Đình Thìn. Đó, những cây xoan, chim chóc, vườn cây. Ô,
Vừa đang chuồng thả cá, nuôi gà nuôi lợn, trồng cây. Rất là nhiều gà này, đàn gà. Đây là hai con chó rất đẹp. Hai con chó rất đẹp. Một con này chó đen to, một con chó nhỏ. Khu bếp nhà mình thì nhà bên này cũng này, cũng nhà thìn này à? Văn nhà thìn à? Đấy, bể nuôi bà ba này. Đây là những cái bể nuôi bà ba. Đây là cho các bạn xem những cái bể nuôi bà ba. Chỗ tập kết của cá đấy. Thích bỏ cái ấy đi đi. Đừng lấy bắt cá đi rồi bỏ cái ấy lên cho nó hết ra. Trọng ơi, Trọng đội xuống đi em, rẽo đi bắt cá này trèo trên bờ kìa. Nhiều cực. Nếu đâu mà người chịu khổ để có cái thằng kia bảo nó khênh cho. Ui da dạ. Cứ đem sức khỏe ra dọa người. Nếu mẹ có người thì đéo nhờ nó. Sau này đau lưng phải không? Ừ, lại cứ ra hoài. Đây đây to đó. Ui. Ba này ghê. Con cá to này. Ôi, đầy chân anh. Đây mày còn bẩn đến mặt còn đéo sợ. Anh nhìn tí chân hại đéo. Con đấy độ bao nhiêu cân thằng? Con này độ gần 4 cân. Mẹ bỏ gì? Nếu mẹ sư có gần 4 cân, 14 cân là thế này mà có những con nó tận 10 cân nhỉ? 7-8 cân, 10 cân thì... Hôm nọ bắt 2 con 12 cân. Đấy, mẹ sư nhìn 4 cân nó đang khủng khiếp thế này. Mẹ bây giờ thời này nó có cái ngày xưa bé bé, mình còn bé ao chạ, ao sen rồi. Những người thầu cá sau đến mùa tát phải bắt được con nào 3-4 cân nó gốm đứa mẹ. Đồn cá nàng mẹ ở Mỹ ở nền mẹ. Đồn đi khắp nơi mẹ con cá chấm gì mà mẹ sự 4 cân. Thôi cho Kiều muốn ăn cái đéo thì ăn Kiều chú nên thịt chú ăn cá thì chú nên. Thì các bạn mới về sau. Nhiều quá ăn. Nguyên đây là ở đây mua mua buồn hay là mua ăn? Thầu hiện à? Cá nào trông nó có khác. Cái bọn bắt cá thì trông bẩn thỉu mẹ, nó quần nào nó đẹp đứng trên bờ đúng không chủ? Nhìn chỉ tay thôi mẹ, chỉ tay chỉ việc bắt con kia cho ta. À.
chuyển cá này, dẹp ngon ra. Rồi nhau rồi. Chép nha cho anh chép về nha. Cho hết về. Nhìn cái cá ăn. Chép này sao bao nhiêu miếng cá gì? Bớt gì? Gì? Không. Muốn làm ai mua thì bán. Thôi, mày không mua để ăn. Trong này vừa có mấy con chép vàng. Mặn. Mặn chắc là thấy cá ngon ngon lại bắt đầu dòm ngó rồi gì. Không, chú quay nguội thôi. Chú quay nguội thôi. Quay nguội làm mấy cái clip video đăng đăng YouTube. Tưởng trong mắt đòi hỏi gì đồng thả anh về rồi ạ. Đây từ trên đồng anh thả đó anh mua vừa đầu ba bánh đi không đây cá đây vào anh gì về nhà sao có sao không trả lời anh Định mà qua bánh ra phố Lim Phát mua rồi đây đây thầy cá đây ăn tiếp này là tuyên tiếp đánh chai mang về thả cho nó bẻ tuyên tiếp đồng này giống tiếp đồng ăn thẳng rồi thắng đăng ký thế nào à ngoài chuyện nhiều mũi lắm. Nó mẹ còn đầy. Thắng hôm nay không lái xe à? Không anh ạ. Nên nghỉ đúng không? Đấy, đây là những cái bể nuôi 33 này. Đây là những bể nuôi 33. Dùng đình thìn này kinh doanh chăn nuôi rất nhiều.
xanh này lên bể 33. Vườn ao chuồng. Đây còn bên này. Bên này này cái gì đây? Cũng làm tất cả là cái vườn nuôi. 33. Thả sen ở dưới là 33 này. Vườn ao chuồng rất là rộng, mênh mông. Đây, đây là con chó đẹp không các bạn? Chó rất đẹp. Gấu gì con người nhà thôi, gấu gì? Đây là cửa nhà. Vườn ao chuồng à, cả quang cảnh vườn ao chuồng nhà ông Đình Thìn. Hôm nay ông ấy bắt cá. Đang xem mà tôi đang đi ở trên một cái con đường, ở bên tay phải là một dãy mô hình làm kinh tế vườn ao chuồng, thả cá, trồng cây, nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi gà. Ở bên tay trái là một cánh đồng lúa đang lên xanh tốt, đồng lúa rất là xanh tốt. Trận mưa rào thành ra là cây cối rất là xanh tốt. Cả cái dãy bà con nông dân làm kinh tế mô hình vườn ao chuồng. Cây vườn ao chuồng, con đường rất là đẹp, mát mẻ, xanh bóng mát. Đây là những luống cà chua quả chín đỏ này. Đấy, cà chua đang chín đỏ đẹp không? Các cái hồ ao này là một cái đường tàu từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Đường tàu Hà Nội Lạng Sơn nối liền có chiều dài 120 km. Trong nước như này nhưng mà cá rất là to. Tôi dẫn mọi người đi thăm một cái cánh đồng gồm những ruộng cà chua,
những ruộng lúa mới cấy. Đây là những cái ruộng này là ruộng bỏ không, người ta chưa cái gì. Chua xanh tốt giữ quả chín cả trên cây mà người ta chưa chảy, người ta chưa chảy về đem bán. Rất là nhiều đấy, toàn cà chua chín đỏ thôi, sao bà con người ta chưa mang chảy về bán nhỉ. Chào các bạn, mình đang đi trên một con đường ở cánh đồng của thôn Đồng Giang, đi dạo mát, ngắm cảnh, thăm lúa, nhìn những ruộng lúa xanh ngát và những luống hoa màu. Bên bờ mương này nó trồng những cái cây xoan, rất nhiều cây xoan. Cái gì? Bên tay phải tôi là một mương nước, người ta bà con đang nuôi những đàn vịt tăng gia sản xuất. Bên tay trái này là cây đồng lúa. Bao la bát ngát thẳng cánh cò bay. Những con cò trắng bay này trên cánh đồng đẹp chưa? Rất là lên thơ.
đu đủ đang ra hoa này. Gian bầu, gian bí, gian cà chua. À, ông Ngọc, hello bà con đi. Anh đi đâu rồi? Đi xuống làm cà chua gì để em quay lại em quay. Anh đi đâu? Đi đâu? Đi xa không? Này Văn Nở, vâng em đi quay cái clip. Anh đi làm gì để em quay cái clip? Đi đâu không hay tí về? Đi đâu không hay tí về? Em đi quay clip, tưởng anh xuống làm cà chua hay là gì đấy? Đi à? Đấy à, đi xuống cho anh Thìn nó đang bắt cá xuống, xuống chơi là, rằng xuống chơi rồi quay cái clip thì đi quay mấy clip xuống dưới đồng xem có ai trồng làm cà chua rồi làm gì đấy thì này. Để đóng cọc rồi để ra cho nó khỏi. Đấy à. Đó, em cứ đi quay thôi, thì quay xuống nhà thì nó quay nó bắt cá đấy mà. Thôi tiện đi ra cánh đồng quay mấy cái cảnh đồng đồ á. Quay để đăng lên YouTube.
dãy hàng xoan này. Hàng xoan rất là đẹp. Đấy, tốt này. À đây á. Đúng rồi, thì bây giờ em cứ đi quay nủa, quay lung tung này. Quay nủa nó phải ra kia này. Quay suốt thế này. Đồng lúa xanh tốt. Tường xây tường ngăn với đường lối đi để bảo đảm an ninh cho khu kinh tế Vườn Nam Chùa. Cái mỏm đất này người ta cũng tận dụng để trồng rau muống, hoa quả, cây rau, cây bầu. Thank you.
xa xa kia cũng là cái vườn ao chuồng này. Sâu tròn lúa đổ xe mất rồi. Mình dựng xe đây nó đổ mất xe rồi. Ơi ơi, dựng cái xe về chân trống mình. Trống cái nào nó đổ bố mặt. Đi bộ đi quay à. Đi bộ đi quay cánh đồng lúa xanh mát. Lúa này cấy được chỉ được nửa tháng 20 ngày rồi mà đã xanh tốt như này. Mỗi một vụ lúa này là khoảng 3-4 tháng là người ta được thu hoạch được. Để như là sau như ngày xưa thì phải đi làm cỏ lúa bằng chân tay hoặc là cái cào lúa. Hiện nay bà con nông dân cũng đã rất là thông minh. Trồng lúa bây giờ là toàn có những cái loại thuốc, loại đạm vãi xong là cỏ nó tự chết, nó không phải làm cỏ nữa. Đỡ vất vả mà cho thu hoạch. Một mùa lúa giờ thu hoạch một sào rồi hơn 2 tạ. Trước thì năng suất nó kém mà vất vả phải đi làm bằng chân tay, nhổ cỏ bằng tay. Thời nay thì đúng là cái gì khoa học kỹ thuật được nâng cao lên, làm bất cứ nghề gì đều cảm thấy nó không phải bỏ ra sức lao động quá nhiều vất vả như ngày xưa, mà năng suất thu nhập thì không được bao nhiêu. Đang đi trên một con đường ở đây gọi là đồng này gọi là đồng ngòi với đồng ngờn. Đó, đường giữa đồng người ta đổ bê tông hết, hai bên là hai ruộng lúa, ở giữa thì có một con đường đi, đường đổ bê tông.
Bây giờ là khoảng độ bây giờ là 10:02. Mình đang ở giữa cánh đồng gọi là xứ đồng đồng ngòi và đồng ngờn của thôn Động Giang. Mình đang đi chơi dạo mát dưới cánh đồng và thăm những cái cánh đồng lúa, thăm những cánh đồng lúa của bà con. Bây giờ giờ này thì thời tiết nó cũng hơi là nóng rồi, nhưng mà nếu buổi sáng các bà con trên những cái con đường này này, những con đường này rất nhiều bà con già trẻ trai gái đi tập thể dục, chạy bộ đi trên những con đường này, những hương lúa buổi sáng trời còn sương, còn những hạt sương, không khí rất là trong lành, mát mẻ, sảng khoái. Cuộc sống bây giờ đô thị hóa, bê tông hóa, suốt ngày chỉ ở trong nhà, ở phố xá chật hẹp, nó bức bối vô cùng. Nên những không gian ở những cái cánh đồng lúa này, nó là một cái, là cái nơi để người ta xả những cái oi bức, những cái chật chội của những làng xóm thời đại bê tông hóa, đặc biệt là vào mùa hè. Quá tuyệt vời. Đấy, mình đi bộ được mấy chục mét từ nãy giờ đang quay lại. Toàn lúa thôi. Ở bên kia xa xa kia là một con đường dẫn từ Ga Lim xuống xã Phú Lâm. Qua bên kia đường thì cũng lại là những cái cánh đồng lúa, thẳng cánh cò bay bát ngát, mênh mông. Xe ô tô, xe máy đang chạy trên con đường dẫn từ thị trấn Nim xuống dưới xã Phú Lâm. Xem là quay gần là những cái gốc lúa này. Lúa đang lên rất là xanh tốt. Năm nay có vẻ nhìn những cây lúa này báo hiệu một năm, một mùa bội thu của các bà con nông dân. Ruộng lúa xanh tốt. Ngày xưa mình bé mình cũng đi làm ruộng rất nhiều, cấy lúa. Thời nay thì ngày trước toàn cấy bằng tay này, gặt bằng tay, làm cỏ bằng tay. Nhưng mà thời nay thì cũng có những cái khoa học phát triển, là có những cái máy cấy, máy gặt. Rồi có những cái loại thuốc là bón vào lúa là cỏ nó không lên được, không phải làm cỏ. Chỉ việc cấy xong rồi đi vãi đạm cho lúa ăn, đạm lân, kali các thứ vân vân. Xong khoảng 3-4 tháng là bắt đầu bà con đi thu hoạch gặt lúa. Khi gặt lúa rồi thì cũng không phải gặt bằng tay nữa, mà lúc đó là có máy gặt luôn.
Thôi mình lại ngồi xe mình đi quay tiếp. Trong cái thời điểm lúa nó đây chắc bà con đã cấy được khoảng nửa tháng 20 ngày rồi, lúc này cứ để vậy thôi, cũng không cần phải sờ tay sờ chân vào những cái cây lúa, để nó tự lên. Lúa tốt hay không, lúa đẹp hay không, nó rất phụ thuộc rất nhiều vào ông trời, phụ thuộc vào thời tiết đó. Nếu mà nắng quá hoặc rét quá thì lúa nó đều không tốt, cây cối nó cằn cỗi thì năm đó có thể năng suất nó cũng sẽ năng suất thu hoạch nó sẽ bị giảm. Nhưng nếu được thời tiết mà nó thuận lợi, mưa thuận gió hòa thì lúa cứ tự lên thôi, cũng không cần phải gì cả, cái trồng thì nó khăng lên, nó cho ra những bông lúa rồi nó chín là bà con thu hoạch. Vậy mình đang đi vào một cây cầu. Đây là một cái mương tưới tiêu, một cái mương nước tưới tiêu. Đến khi mà mùa hạn mà trời nó không mưa, thiếu nước mưa thì bà con sẽ đem những cái máy bơm xuống dưới những cái mương máng này để hút nước vào lúa. Hoặc là khi nào mà nó mưa nhiều quá, nó bị úng ở các cái ruộng lúa, ngập nước nhiều thì bà con cũng dùng máy để bơm xả ra máng này, gọi là mương tưới tiêu. Mình đã bước sang một con đường bê tông, vẫn hai bên là hai là những cái ruộng lúa là của một cánh đồng xứ Đồng mang tên xứ Đồng này người ta gọi tên là Cầu Trao. Xứ Đồng này thường thường các bà con nông dân ở các làng quê là một cánh đồng rộng mênh mông, người ta chia ra làm các xứ đồng, sau đó người ta đặt tên, cái tên thì không biết từ thời nào đến bây giờ thì cứ sau này là cứ theo những cái tên các cụ từ ngày xưa đặt. Ví dụ đây là xứ Cầu Trao, xứ Đồng Cầu Trao. Còn đằng sau mình vừa đi qua đó là xứ đồng của Đồng Ngòi và Đồng Ngờn. Ở bên kia là Đồng Sum, Đồng Quýt, Cầu Trao, Đôi Nheo, Bãi Ré. Đó, nó đủ tất cả các cái xứ đồng người ta đặt tên cho nó kiểu như tên người đó, để dễ nhận biết. Ví dụ bà con ngày xưa làm tập trung, hợp tác xã tập trung thì mỗi một xóm là có một đội sản xuất, thì có ông đội trưởng, đội phó, ông thư ký. Thì ví dụ là đến ví dụ là sắp sửa được cấy ở một bãi đồng nào thì người ta gọi loa, hoặc người ta đi đến từng nhà người ta gọi là mai bà con đi đến đồng A, đồng B, mai cấy lúa ở đó, rổ mạ ở đâu để cấy ở đó. Nó như tên người thôi, đặt tên gọi là đặt tên người để cho phân biệt giữa người nọ với người kia, giữa cánh đồng nọ với cánh đồng kia. Cũng như ở đô thị thì người ta ở đô thị thì người ta đặt tên con đường, con phố. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Đấy, trước mặt mình là một cái khu công nghiệp. Ông chủ công khu công nghiệp này là tên là ông Phượng, nó chuyên sản xuất giấy. Đấy, công ty giấy Phú Giang. Công ty này làm ăn rất là phát đạt, giàu có phát triển.
phụ gia của giám đốc Phượng. Đẹp chưa? Nhà ông này nhà rất là đẹp. Đi dạy phụ gia nhà đẹp tuyệt. Cây xăng của xã Phú Lâm phục vụ bà con đổ xăng. Tôi đang đi trên con đường liên xã nối liền ga Lim thị trấn Lim xuống xã Phú Lâm, thôn Tam Tạo xã Phú Lâm. Hai bên đường cũng là hai cánh đồng lúa này, con đường nhựa đẹp phẳng lì, hai bên những cái ruộng lúa xanh tốt. Đường người ta đang trồng những cái cây, một vài năm nữa nó sẽ lên cao tốt thì con đường này nó rất là mát. Bây giờ cây nó vẫn còn thấp. Chở giấy vào cái công ty giấy Phú Giang ở đằng sau mình vừa đi qua, gọi là chở đề để người ta nghiền đi mua những cái bìa cắt tông rồi những cái giấy vụn bỏ, người ta về người ta đưa vào máy người ta nghiền nát, người ta qua các cái công đoạn sản xuất ra những cái loại giấy đến tay người tiêu dùng, cái giấy mới, giấy học sinh, giấy lau, các loại giấy luôn. Công ty giấy người ta đi gom cả nước mua những cái giấy vụn, giấy cắt tông, những cái giấy bỏ. Bất cứ một tí chỗ nào có đất thừa có thể trồng rau, trồng cây ăn quả các thứ.
cây đu đủ đang ra trái. Con cò là hai con cò bay, hai con cò trắng bay. Giờ là dãy nhà ở đang làm ở sát hai, làm sát ở cái đường tàu Hà Nội đi Lạng Sơn. Chợ Sơn 5 km. Hello, mình xin tạm dừng cái clip ở đây.